Sư con có các câu hỏi về các giáo lý quan trọng như sau. Tính không thật sự là gì? Khái niệm này liệu có trong Phật giáo Nguyên Thủy hay không? Sư tạm chia ra làm nhiều câu hỏi nhỏ ha. Cái tính không á, thì không có ở trong cái Phật giáo Nguyên Thủy. Nhưng mà có những cái mà người ta hiểu nhầm. Tức là gì? Ở trong Tăng Chi Bộ Kinh á, Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật có một cái câu như thế này mà nhiều người họ hiểu nhầm lắm nè. Họ hiểu nhầm, họ nói là mình có một cái tâm sáng chói. Đức Phật nói như thế này: tâm này các tỳ kheo là sáng chói, nhưng bị ô nhiễm bởi các cấu uế từ ngoài vào. Đấy, thì ở chú giải đó ha, chú giải cho cái này, tức là cái tâm mà được nói ở đây đó. Sư không có đưa chú giải ra thì có khi quý vị nói là sư, ông sư này ông nói không có căn cứ thì chờ. Chờ chút sư mở chú giải cho quý vị coi. Đấy. Thì cái đoạn mà tâm là chỗ sáng á, nó nằm ở kệ 49-50. À, quý vị ngó bên chú giải 49-50 đó. Chích tăng tí phá quăng cái chích tăng. Tức là cái tâm mà được nói ở trong bài kinh này đó, tức là cái tâm hữu phần, tâm phá quăng gá. Đấy. Mà cái tâm phá quăng gá là cái tâm gì? Nói như thế này nè, đầu tiên nó là tâm quả, cho nên nó không có thiện ác gì hết. Bản thân nó không có thiện ác. Và khi chúng ta đầu thai thì chúng ta đầu thai bằng cái tâm phá quăng gá này. Và bởi vì nó là tâm quả cho nên nó không có thiện ác, cho nên Đức Phật nói là khi chúng ta đầu thai bằng một cái tâm nó không có thiện ác. Do đâu? Do đó là tâm quả chứ không phải là tâm nhân nha. Nó là quả nó phải nhân cho nên nó không có thiện ác. Nhưng mà khi sau khi chúng ta đầu thai đó, chúng ta có được những cái giác quan, và vì chúng ta có những cái giác quan, chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh trần, mắt thấy hình ảnh, tai nghe âm thanh, mũi ngửi mùi, thân xúc chạm, ý suy tư. Thì khi các giác quan của chúng ta tiếp xúc với các đối tượng của nó, chúng ta bắt đầu phản ứng lại bằng thích, ghét và nó dẫn đến tham hoặc sân. Cho nên khi mà Đức Phật nói như thế nào, khi mà chúng ta mới tái sanh bụng mẹ đó, chúng ta tái sanh bằng cái tâm hữu phần, cái tâm đó vốn dĩ nó không có thiện ác gì hết. Nhưng mà từ cái tâm đó bắt đầu chúng ta tiếp xúc với các cái cảnh ở bên ngoài, và chúng ta bắt đầu bị ô nhiễm bởi những cái tâm bất thiện. Cho nên nó gọi là chỉ có một cái tâm gọi là tâm không có thiện ác á. Ở trong Phật giáo Nguyên Thủy thì đó là cái tâm hữu phần, nó là tâm hữu phần và nó không là cái gì, nó không có cái gì đặc biệt hết. Cái tâm hữu phần á, nó chịu trách nhiệm thứ nhất á, là nó là tâm đầu thai, thứ hai là nó sẽ xen kẽ giữa các cái lộ trình tâm để đảm bảo cho một chúng sanh cái tâm của họ được liên tục đó, cho nên nó còn gọi là tâm hộ kiếp, bởi vì nó giúp cho nó xen kẽ ở giữa các cái lộ trình tâm. Thứ ba là nó làm cái nhiệm vụ vào cái lúc mà cận tử, cái tâm lúc mà cận tử nó làm cho cái tâm mệnh chung, nó khiến cho một chúng sanh đi đến cái sự chấm dứt tuổi thọ và đi đến cái sự đầu thai. Đấy, cho nên là nó bản thân nó không có thiện ác gì hết.
mà chúng ta không thể nào dựa vào đó chúng ta nói là cái tâm này nó là cái gì, cái tính, cái thường hằng bất biến, thì nó không phải như vậy. Nó do duyên cho nên nó không có thường hằng bất biến đâu. Và bên cạnh đó đó, trong vật chất nguyên thủy đó, nó có một cái gọi là cái không tánh định. Nhưng mà cái không tánh định ở đây đó, Sunyato Samadhi, tức là khi mà một vị an trú vào cái tướng vô ngã đó, tức là vị ấy hành thiền đó, vị ấy tập trung vào cái tướng vô ngã của các pháp, thì chúng ta gọi đó là vị ấy đang an trú vào trong cái không tánh định. Và cái vô ngã là gì? Vô ngã tức là tất cả các pháp nó đều do nhân duyên nó cấu tạo nên, chứ bản thân nó không có cốt lõi. Cái không tánh ở trong Phật giáo Nguyên Thủy tức là cái bản chất của các pháp, bản chất của các pháp hữu vi đó, nó vốn dĩ nó không có cốt lõi. Và chúng ta gọi nó là cái không tánh, tức là cái tánh chất không có cốt lõi của nó, chứ nó không phải là cái tánh không mà theo một số vị hiểu nhầm.